Chào các bạn. Thế giới nam châm hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là nam châm bay Air Onsite. Sản phẩm của chúng tôi năm nay đã được cải tiến hơn năm ngoái, là chúng tôi đã có thiết kế thêm một cái vỏ bằng meca để cho cái vẻ đẹp nó được tôn vinh hơn. Khách hàng ở đây có thể tham quan là cái sản phẩm là nam châm, trọng lượng lưng của nó là 450g. Cấu tạo của nam châm bay thì bao gồm có phần đế là nam châm điện. Đây chúng tôi đã đút vào trong cái hộp meca. Tôi tháo ra cho các bạn xem. Chúng tôi đang đóng gói để chuẩn bị giao hàng cho khách. Trước khi giao hàng chúng tôi sẽ thử nghiệm cho khách hàng xem, thử nghiệm cho khách trước, nếu mà có cái nào có vấn đề trục trặc thì chúng tôi sẽ giữ lại và sửa chữa luôn. Đây bên trong này là bao gồm có nam châm đen ferrit và nam châm điện và các bộ vi mạch, bo mạch và bên ngoài là chúng tôi có thiết kế một cái hộp bằng meca nhìn rất sang trọng lịch sự, và chúng tôi đã có lắp, khi các bạn về dùng thì có thể là tháo bóc cái vỏ của lớp meca ra để nhìn cho thấy xuyên bên trong màu đầy bằng bóng điện ở bên trong. Đây là meca đen này, nhìn rất là sang trọng. Tôi vẫn còn để hở ở ngoài để cho khách hàng có thể là lắp ráp vào dùng luôn cái hộp meca này, hoặc có thể là không thích thì có thể là dùng xoáy ra để dùng cái hộp bằng gỗ mà mình tự sản xuất. Bên ngoài được thiết kế và có một cái nỗ để cắm điện, rắc cắm ở bên ngoài đây. Nguồn điện của nó là sử dụng là nguồn 12V. Nắp vào rất dễ dàng. Ở bên trên là một cái nam châm bay, con bay. Nam châm bay thì cũng được thiết kế làm 3 phần. Bên dưới là cái nam châm đường kính là 25. Đường kính là 25, dày 3 hoặc dày 5mm. Bên trên là đường kính nam châm phi 50, dày 5mm. Và bên trên cùng là một tấm sắt để định tâm của sản phẩm. Trên này có đánh dấu để định tâm. Một phần không thể thiếu được nữa là đó là cái adapter. Cái này là nguồn điện. Nguồn điện năm nay cũng được cải tiến hơn, dùng nguồn điện chất lượng hơn, cái adapter chất lượng hơn năm ngoái. Nguồn này là nguồn 12V. Đây chúng tôi sẽ cắm điện cho các bạn xem luôn. Khi đặt nam châm thì chúng ta sẽ đặt từ hướng từ trên cao xuống, từ trên cao xuống thẳng tâm của nó. Đặt sao cho đèn các phía đều sáng đều và thả tay ra. Các bạn nếu mà mới làm chưa quen thì có thể mình dùng hai tay đặt từ trên xuống để cho khi nam châm nó xê dịch sang bên này thì mình có thể di chuyển cho nó dễ dàng hơn. Đây khi mình lệch sang bên này là cái đèn bên này nó sẽ mất này. Để mình sẽ phát hiện ra dễ dàng hơn và mình sẽ di chuyển về giữa tâm. Đây nó chưa đến tâm thì nó vẫn sẽ bị mất đèn. Đến tâm rồi thì nó sẽ sáng đồng đều. Khi chúng ta thấy đèn sáng đều và cảm giác ở tay đã cân bằng thì chúng ta sẽ nhả tay ra. Nhả một cách nhẹ nhàng ra. Với sản phẩm là cái đế bonsai bay này thì chúng ta có thể sử dụng vào rất nhiều công việc khác nhau,
như là chúng ta có thể là dễ trưng bày các cái mẫu sản phẩm như các cái đây là hộp hộp dưỡng da này, các cái ngăn khử mùi hay là điện thoại thông minh hay là cái máy tính bảng, tất cả chúng ta đều có thể là trưng bày ở trên giá sản phẩm. Có những khách hàng của chúng tôi mua là chỉ để trưng bày những cái răng răng giả, họ sản xuất răng giả. Còn ở trên đây chúng tôi đã có là những đồng tiền, đây là đồng tiền đô la, 100 đô la. Camera wifi. Và đây có cả máy phát điện mini của chúng tôi cũng có bán đấy ạ. Máy phát điện mini đấy ạ. Cái nam châm điện này thì chúng tôi đang có bán lẻ trên thị trường, giá là 850.000 một bộ. Đã, cái sức nâng của nó là 450 gram, trọng lượng nâng là 450 gram. Và chúng tôi có cả cái loại nâng được 1 kg, 2 kg. Nhưng đây là chúng tôi đang đóng hàng cho khách, đang đóng hàng cho khách cái loại 450 gram để chuẩn bị giao cho khách đấy ạ. Camera wifi này có thể quay tròn này. Em quay ở ngoài đấy nhé, để anh thử nghe xem. Đấy. À, loại nâng là 1 kg bao nhiêu? Ngày lương 1 kg là giá 1,4 triệu ạ. Đây tôi đang thử cái này xem là nó có thể làm ngang luôn được không ạ? Thành công rồi đấy. Đây cái này chúng tôi đã dựng ngang hẳn cái giá lên này. Con bay đã thành dựng đứng lên rồi đấy ạ. Trường hợp như này là các nhà khoa học đang nghiên cứu cái trường hợp và bên Nhật Bản đang cho ra cái đồng hồ, có một cái loại đồng hồ mới và sắp tới chúng tôi cũng cho ra mắt ạ. Còn đây là các vật đang nằm ngang. Khách hàng có liên hệ, có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp qua địa chỉ số 26A ngõ 488 đường Trần Cung,
phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và số 58 Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Các mặt hàng này chúng tôi đều có sẵn số lượng rất là nhiều. Khách hàng đặt số lượng từ khoảng 50 bộ thì xin thông tin trước, giao hàng trong thời gian khoảng 1 tuần. Đây chúng tôi đang đóng hàng để chuẩn bị cho khách đi ạ. À, bạn cần bao nhiêu bộ ở bạn Linh qua? Sản phẩm này nó không phải là nó quay được đâu, mà chúng ta sẽ phải quay bằng tay đấy ạ. Các bạn ham thích đồ công nghệ xin vui lòng là có thể là like, chia sẻ page để các bạn khác cùng biết. Với những bạn like và chia sẻ page, chúng tôi sẽ có cái giá ưu đãi hơn đấy ạ. Mai làm cái live stream mà like chia sẻ page thì tặng luôn cái này thì các bạn ấy sẽ vào xem đông hơn đấy. Thông thường phải có thời gian. Ừ. Khoảng một tuần. À, anh thông báo là bên mình ngày mai có gì tặng quà về các bạn. Người vào theo dõi. Cái này thấy là đẹp nhất đây, nó quay ngang ra được. Tất cả trạng thái không chọn lượng đấy ạ. Cái này mà để một chậu cây ở trong nhà rất là đẹp đấy ạ. Đây là để cái máy tính bảng. Đây trả lời bằng tiếng luôn này, được lên được 450g, giá đọc 850 rồi mà các bạn like chia sẻ thì có thể giá tốt hơn, sẽ được cái mức giá ưu đãi hơn nhiều. À mình đọc luôn đây mà, địa chỉ lấy hàng là ở số 26A ngõ 488 Trần Cung hoặc số 58 đường Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, bạn lấy số lượng một cục thì là một cái bộ 500 bay này thì giá là 850. Like và chia sẻ video thì có thể là cái giá được ưu đãi hơn nữa. Bạn Tống Phương nhé. À rồi ok, hôm nay chúng tôi quay đến đây thôi, còn để hôm khác chúng tôi đóng hàng cho khách chúng tôi lại sẽ quay lên giới thiệu với các bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Chào các bạn.